Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Cha xứ nói tôi chia sẻ thánh lễ này, tôi xin vâng ngay. Tôi luôn nói với cộng đoàn rằng cha xứ bảo sao tôi làm vậy, cha xứ bảo làm vậy tôi không làm theo. Và tôi cũng phải nói lại cho mọi người biết, nguyên tắc sống đạo đó là con cái phải phục tùng cha mẹ, giáo dân phải phục tùng những vị lãnh đạo của mình là cha xứ. Cha xứ phải phục tùng Đức Giám Mục, các Đức Giám Mục phải phục tùng Đức Giáo Hoàng, và tất cả chúng ta đều phải phục tùng Chúa. Đấy là nguyên tắc sống đạo. Nếu chúng ta muốn đi trong ánh sáng, nếu chúng ta muốn đón nhận được ơn cứu độ của Chúa, chúng ta phải sống nguyên tắc đấy. Nói vui mà đúng. Ở trong xứ này, một khi Chúa đã qua Đức Giám Mục giao quyền cho cha xứ, cha xứ có bổn phận và trách nhiệm chăm sóc phần linh hồn cho cư dân trên địa bàn này. Chúa đã giao, Chúa không lấy lại cái quyền đấy. Và Chúa giao quyền đấy cho cha xứ thì cách nào đó Chúa cũng phải vâng lời cha xứ. Cha xứ bảo, Chúa vào nhà tạm nằm nghỉ, Chúa vào. Cha xứ bảo Chúa ra bàn thờ cho chúng con trầu, Chúa ra. Cha xứ bảo Chúa theo con đi thăm bệnh nhân ở bệnh viện, Chúa đi, không cãi. Có đúng không? Có đúng không? Đấy, cái điều đấy nó nói là cái gì? Nói lên rằng là Chúa khi
nhường như vậy, Chúa hiền lành như vậy, và nhất là Chúa có lòng thương xót mình như vậy. Chính vì thương xót mình, Chúa mới hạ mình ứng xử như vậy vì lợi ích của chính chúng ta đây. Mà linh mục chỉ là khí cụ, là trung gian Chúa dùng để ban phát tình thương cứu độ của Ngài cho chúng ta. Trở lại bài tin mừng thánh lễ hôm nay, mình biết đấy, cái việc Chúa sống lại con người ta rất khó tin. Mình hôm nay khó tin, và chính các tông đồ môn đệ trực tiếp của Chúa ngày xưa cũng khó tin. Nếu có thấy ai bây giờ khó tin việc Chúa sống lại, mình cũng đừng ngạc nhiên. Nếu thấy có ai chưa tin Chúa sống lại cũng đừng ngạc nhiên, bởi vì chính các tông đồ cũng đã khó tin, bởi vì chính các tông đồ cũng đã từng chối bỏ, chưa tin vào Chúa phục sinh này nhá. Mình xem bài tin mừng thầy Phó Tế Mộ vừa đọc. Tảng sáng ngày thứ nhất, Chúa hiện ra với bà Maria Magdala. Tại sao Chúa hiện ra với các bà đầu tiên? Tại sao? Tại sao? Các bà yêu Chúa nhiều, có đúng không? Cái đó là chân lý vô cùng đúng. Các bà yêu Chúa hơn hẳn các tông đồ. Các bà yêu Chúa nhiều hơn hẳn các tông đồ. Các bà theo Chúa đến tận chân thập giá mà, có sợ gì thằng nào đâu. Còn các tông đồ bỏ chạy hết sạch. À không, còn ông Gioan. Còn ông Gioan, nhưng mà phần lớn các tông đồ bỏ chạy. Các bà yêu Chúa hơn thật đúng. Rồi sao? Mà yêu hơn ông Gioan ở cái chỗ này, Chúa đã bị chết rồi, người ta ăn táng Chúa trong mộ rồi. Có ông nào mà hôm đó là chiều ngày sau, chiều ngày áp ngày sau áp, người ta ăn táng Chúa là làm vội làm vàng, làm qua quýt, làm không có cẩn thận. Vậy mà các tông đồ có lại để mà lo việc xác cho thầy mình tử tế đâu. Chỉ có các bà biết. Các bà tinh vậy. Chỉ có các bà biết là cái việc an táng Chúa nó chưa được tốt đẹp lắm. Cho nên á, sáng ngày thứ nhất trong tuần các bà quay trở lại để tiếp tục tẩm niệm Chúa cho kỹ lưỡng hơn, chăm sóc cái xác Chúa cho tử tế hơn. Và cái đó nó thể hiện là các bà cũng yêu Chúa nhiều hơn. Yêu khi sống và chết rồi nó mới yêu các bác. Đúng không? Đúng không? Đấy. Cho nên chúng chính lúc mà các bà đang đến để chăm sóc phần mộ Chúa thì Chúa hiện ra với các bà. À này, Chúa sống lại rồi, các bà thấy rồi, các bà tin rồi, các bà về báo cho các môn đệ. Nhưng sao? Đang lúc các bà tin rồi, các bà vui rồi, thì các môn đệ khác, tông đồ trực tiếp của Chúa Giêsu, thì như Kinh Thánh nói, các ông vẫn đang buồn bã khóc lóc. Ai yếu hơn các ông, mạnh hơn các bà mạnh hơn? Các ông đấy này, các ông còn đang buồn bã khóc lóc đấy. Đang khi các bà hết khóc từ lâu rồi, đang khi các bà đã can đảm đối diện với sự chết của Chúa từ trước đó rồi. Nghe bà nói người đã sống và bà đã thấy người, các ông không tin. Các ông không tin vì sao? Vì các ông nghĩ trong đầu từng chuyện các bà mẹ nó nói tin làm sao chuyện đàn bà tin sao được đấy nhá. Một lần không tin. Chúa có giận không? Chúa không giận. Chúa lại tiếp cận hai môn đệ trên đường về Nam Mô, rồi dọn đường Chúa giảng dạy Kinh Thánh cho hai ông, rồi đến vào trong nhà Chúa tham dự nghi lễ bẻ bánh với hai ông. Rồi hai ông nhận ra Chúa, Chúa bảo hai ông về báo tin cho những môn đệ khác ở Jerusalem. Hai ông về nói, mà các ông có tin không? Thánh Marco viết, các ông ấy cũng không tin hai người này. Sai phụ nữ đi loan báo không tin,
Xài hai nam giới thì làm báo cũng không tin. Rồi cuối cùng Chúa hiện ra với nhóm 11 đang dùng bữa. Rồi Chúa bảo ông không tin mà cứng lòng. Rồi đến Chúa cho các ông xem thấy các vết thương của người, chân tay người, cạnh sừng người. Rồi lúc đó các ông mới tin nha. Lúc đó các ông mới tin. Các ông thấy thân xác của Ngài rồi. Các ông đã dò vào các vết thương rồi. Các ông mới thấy đích thật đấy là con người Ngài rồi. Là con người đã từng sống với các Ngài, nhưng thân xác bây giờ đã sống lại và đã được biến đổi tốt đẹp hơn trước, nhưng vẫn là thân xác đấy, vẫn là con người đấy. Đã nghe được giọng nói của người rồi. Rồi lúc đó các ông mới tin. Cho mình mới thấy Chúa thương con người ta như vậy. Chúa yêu thương là yêu thương đến cùng. Và Chúa tìm mọi cách để bày tỏ lòng thương của Chúa. Cái này là cái chất lạ này. Càng mấy lần Chúa hiện ra thế này, mình biết cái khung cảnh nhá. Trước đó là các môn đệ đã phản Chúa, đã chạy Chúa, bỏ Chúa mà chạy, rồi đã chối Chúa. Nhưng mà khi Chúa sống lại, Chúa hiện ra với các ông. Chúa có hỏi tội ông nào không? Chúa có hỏi tội ông nào không thưa các bạn? Có hỏi tội ông nào lần này? Các trò, có nhớ mặt thầy đấy không? Có nhớ mới cách đây 3 bữa làm trò gì với thầy không? Không nhá. Chúa chỉ có giúp các ông đón nhận niềm tin phục sinh. Chúa củng cố lòng tin của các ông. Và hơn nữa, rất hay ở cái chỗ này, hơn nữa là Chúa còn giao cho các ông một cái vai trò rất cao trọng. Đó là bảo các ông đi loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạng. Giao cho các ông cái nhiệm vụ làm sứ giả tin mừng. Giao cho các ông một sứ vụ rất quan trọng. Thế thì mình thấy là Chúa nâng cao vai trò của các ông lên, để cho các ông loan báo tin mừng sự sống cho toàn thể cõi đất này. Để các ông loan báo tin mừng phục sinh của Chúa. Để các ông loan báo cho mọi người biết Chúa đã thương xót nhân loại này thế nào, và đã cứu độ con người ra làm sao. Trên cái tiến trình mà các ông tin đấy, mình thấy có hai điều cần phải nhớ. Đó là các ông tin được là nhờ đã được nghe Chúa giải thích Kinh Thánh. Và cái lời giải thích vắn tắt nhất là Chúa luôn nói chớ thì Kinh Thánh đã chả nói rằng con người phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba mới đi vào cõi vinh quang sao? Thứ hai là lần nào hiện ra, mình cũng thường thấy Chúa và các môn đệ tham gia nghi thức bẻ bánh. Hai điều đó nó giúp người ta đón, nó giúp các môn đệ đón nhận niềm tin vào Chúa phục sinh, cùng với việc Chúa hiện ra. Cùng với việc Chúa hiện ra thì việc lắng nghe lời Chúa trong Thánh Kinh, việc tham dự nghi lễ bẻ bánh là giúp người ta đón nhận Chúa phục sinh. Cho nên mình cũng phải biết như vậy. Cái mầu nhiệm phục sinh đó khó hiểu, khó đón nhận, khó tin. Cho nên để có thể đón nhận được, tin được, và để nhờ tin mà được cứu độ, nhờ tin mà đón nhận sự sống của Chúa, thì mình phải biết đọc Kinh Thánh này. Phải biết đọc Kinh Thánh, phải biết suy gẫm Kinh Thánh. Và cùng với việc đấy, đó là tham dự nghi thức bẻ bánh đây, có nghĩa là tham dự thánh lễ đây. Thánh lễ như dấu hiệu tuyên xưng, đó là nơi cử hành mầu nhiệm Chúa chết và sống lại. Tham dự bí tích thánh thể, đó là bí tích của mầu nhiệm phục sinh. Các môn đệ ngày xưa đã qua hai con đường đó mới đón nhận được Chúa phục sinh, thì mình hôm nay cũng phải đi theo hai con đường đó. Các môn đệ ngày xưa được trực tiếp trông thấy Chúa, đó là may mắn cho các ngài. Nhưng mình còn may mắn hơn các ngài ở cái chỗ Chúa nói phúc cho những ai không thấy mà tin. Nếu mình đọc Kinh Thánh, tham dự nghi thức thánh thể và mình nhờ thấy những người chung quanh sống đạo mà mình cũng sống đạo tốt, mình đón nhận niềm tin phục sinh, thì mình có phúc hơn.
Vì Chúa đã nói phúc thay những người không thấy Chúa sống lại mà tin. Mình thấy bao nhiêu con người trên thế gian này đã đón nhận được cái niềm tin đấy. Bao nhiêu con người trên thế gian này qua hàng ngàn thế hệ đã đón nhận được mỗi phúc đấy. Mình xem trong bài Kinh Thánh mình đọc lúc nãy, mình đọc mình thấy rằng các tông đồ rao giảng và cái số người tin theo Chúa càng ngày càng tông đông đảo, và các tông đồ làm những phép lạ trà thể khiến cho giới chức quyền Do Thái cũng phải ngạc nhiên. Nhờ các tông đồ tin vào Chúa Giêsu chết và sống lại, nhờ các tông đồ nhận được Thánh Thần của Chúa, các ông mới biến đổi. Các ông được biến đổi từ là những con người đang lo sợ, bây giờ trở thành những con người can đảm. Từ là những con người đang buồn sầu, giờ trở thành những con người vui mừng. Từ những con người đang tuyệt vọng, bây giờ trở thành những con người tràn đầy niềm hy vọng. Từ những con người đang sống trong bóng tối, giờ trở thành những con người sống trong sự sáng. Từ những con người đang đóng kín cửa trong nhà vì sợ, bây giờ các tông đồ đi ra quảng trường rao giảng công khai. Ai bắt cũng không sợ, ai cấm cũng không nghe, vì nghe Thiên Chúa hơn nghe người phàm. Từ là những con người mê muội dốt nát, bây giờ trở thành những con người thông thái khôn ngoan. Từ là những con người chẳng hiểu Kinh Thánh, chẳng biết ăn nói kiểu gì thế nào, bây giờ trở thành những con người rao giảng lời Chúa rất là xác tín và rất là rõ ràng, đầy sức thuyết phục, khiến cho giới chức quyền Do Thái, khiến cho những kinh sư và biệt phái cũng phải ngạc nhiên. À đấy, bây giờ mình cũng vậy, mình tin được vào Chúa phục sinh và đón nhận được mầu nhiệm Chúa phục sinh là nhờ bởi những người khác đã kinh nghiệm về Chúa phục sinh và họ được đổi đời. Cái việc đổi đời của những người chung quanh là bằng chứng nói cho mình biết Chúa đã phục sinh. Cho nên việc chúng ta sống tốt, việc chúng ta đi theo đúng đường lối Chúa dạy, việc chúng ta thực thi được các mệnh lệnh của Ngài, việc chúng ta để cho Chúa Thánh Thần làm việc trên cuộc đời chúng ta, đấy là một bằng chứng cho thấy chúng ta đang đón nhận được Chúa phục sinh, và cũng là cơ sở để cho những người khác tin vào Chúa phục sinh và đón nhận được ơn Chúa như chúng ta. Điều đó là rất quan trọng. Cho nên mình biết như vậy để mình thấy Chúa thương mình, thương mình bằng cách ban ơn trực tiếp cho mình qua việc cho mình nghe lời Chúa, thương mình bằng cách cho mình kết hợp trực tiếp với Chúa trong bí tích Thánh Thể, thương mình bằng cách đổ tràn Thánh Thần xuống trên mình. Nhưng Chúa cũng thương mình bằng cách là cho mình được thấy Chúa qua những gương mặt của anh chị em mình, cho mình được thấy Chúa qua việc sống đời sống tốt lành thánh thiện và thể hiện vinh quang Thiên Chúa của bao nhiêu con người. Ngay như bản thân tôi đây, không phải là cuộc sống nói chung, ngay trong đời tu thôi, với tư cách là con người có trí khôn, có con tim, tôi nhìn lại, nếu mà trong đời tu tôi không gặp các cha lớn tuổi hơn tôi tu tốt, phục vụ tốt, làm gương cho tôi rất cảm động. Chắc bây giờ tôi cũng bỏ tu lâu rồi. Chứ đừng nói là gọi là theo Chúa và phục vụ Chúa, đừng nói là sống tốt. Cho mình biết vậy để mình ý thức cùng với việc đón nhận bổ nhiệm phục sinh, mình phải sống xứng đáng với những ân huệ mình đã lãnh nhận, như lời Thánh Phaolô nói. Nhưng mình biết rằng sống việc đấy rất khó, cho nên ngày hôm cần phải có ơn Chúa mới sống được. Ơn Chúa tầng tầng lớp lớp đổ xuống bên trên mình và ở trong mình. Ơn Chúa bên trong mình giúp mình đón nhận ơn Chúa bên ngoài vào. Mình biết là con người rất yếu đuối giới hạn, cho nên trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót này, mình đến đây cũng là để Chúa ban ơn cho mình, để mình
mở lòng ra đón nhận ơn Chúa. Nhờ vậy mình có thể sống xứng với niềm tin mình đã lãnh nhận, và nhờ vậy mình cũng như những người xung quanh được hạnh phúc bây giờ và mãi mãi. Amen. Xin cảm ơn cộng đoàn, lát nữa cháu nói tiếp. Xin mừng Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn, nên họ xin ông Pilato cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh rồi lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cũng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật, để cho cả anh em nữa cũng tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng anh em đã tới núi Sion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống là Jerusalem trên trời với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giêsu Kitô, và được máu của người rảy xuống, máu đó kêu thấu trời còn mạnh hơn cả máu Abel. Thánh Phaolô ngày xưa nói với các tín hữu Do Thái như vậy, và hôm nay cũng nói với quý ông bà anh chị em ở đây như vậy. Hôm nay là ngày Thiên Chúa thiên, hôm nay là ngày Thiên Chúa cứu độ, hôm nay là ngày Thiên Chúa xót thương dân người. Chúa đang nói với chị Thánh Postina rằng Chúa muốn hôm nay toàn thể nhân loại đến với lòng thương xót của ta. Ta không muốn trừng phạt, nhưng muốn chữa lành nhân loại đau đớn này. Trước ngày phán xét, ta gửi đến ngày xót thương. Đấy. Chúa nói qua chị Thánh Postina như vậy. Lễ thánh lòng thương xót là nơi che chở và nơi trú ẩn cho mọi linh hồn. Chúa nói lễ kính lòng Chúa thương xót là một nơi che chở và một nơi trú ẩn cho mọi linh hồn. Và Chúa nói tiếp, trong ngày lễ này mọi dòng suối sẽ mở ra và tuôn đổ ơn huệ thần linh. Trong ngày lễ này mọi dòng suối sẽ mở ra và tuôn đổ ơn huệ thần linh xuống trên chúng ta. Đấy, cho nên hôm nay chúng ta đến đây là để đón nhận những nguồn suối thần linh và ân sủng đấy phát xuất từ thánh tâm của Ngài đổ xuống trên chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đấy. Phần tôi rất vui mừng khi được cùng với mọi người đón nhận đại lễ lòng Chúa thương xót ở nơi thánh đường này. Tôi thường nói vui thế này, mà là nói thật, tôi ở đất Ý, tôi sống trong nhà Ý, tôi ăn cơm Ý, tôi học từ trường Ý, tôi nói tiếng Ý, mà tôi không như Ý. Còn như hôm nay đến đây, không ở nhà Ý, không ở đất Ý, không ăn cơm Ý, không học trường Ý, không nói tiếng Ý, mà hôm nay lại thấy được như Ý. Là bởi vì sao? Là bởi vì thấy quý ông bà anh chị em đến đây rất đông để mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Là bởi vì sao? Là bởi vì hôm nay tôi cũng cùng với cả nhà được đón nhận lòng thương xót phát xuất từ thánh tâm Chúa đang đổ trên bản thân tôi và thánh hóa tôi. Chúng ta biết rằng cái phong trào kính lòng Chúa thương xót gắn liền với sứ điệp mà Chúa Giêsu đã
đã mặc khải cho chị Thánh Maria Faustina là một nữ tu người Ba Lan. Chúa mặc khải lòng thương xót cho chị vào thời điểm nào? Thưa, là vào thập niên 30 của thế kỷ trước, giữa hai cuộc đại chiến. Mình biết là lúc bây giờ là thế giới đang trở nên khô cằn, đang hận thù, bạo lực và chết chóc do con người gạt bỏ Chúa qua một bên và do con người lãng quên lòng thương xót cứu độ của Ngài. May thay, vì Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, nên giữa lúc đấy, qua chỉ Thánh Faustina, Chúa đã mời gọi chúng ta tái khám phá về lòng thương xót của Ngài, và nhất là mời gọi chúng ta đón nhận lòng thương xót đấy để được sống và sống dồi dào. Thế lịch sử nói rằng Chúa ban cho chị Thánh Faustina ơn chiêm nghiệm và ơn hiểu biết rất sâu xa về mầu nhiệm lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chỉ thị cho chị biết những điều cần làm để tôn vinh và để lãnh nhận lòng Chúa thương xót. Chúa chỉ thị cho chị phải làm những điều nào? Thưa các bạn, Chúa chỉ thị cho chị Thánh Faustina phải làm những điều gì để tôn kính lòng Chúa thương xót và để đón nhận lòng Chúa thương xót. Các bạn có kính lòng Chúa thương xót không? Không có, sao có mặt ở đây? Tất nhiên là có rồi. Các bác đã làm rồi mà các bác quên đấy không? Chú truyền cho chị nói với chúng ta thực hiện 4 điều này. Thứ nhất là sùng kính ảnh tượng lòng Chúa thương xót. Thứ hai là thiết lập lễ lòng Chúa thương xót. Thứ ba là lần hạt lòng thương xót. Thứ bốn là chầu giờ lòng thương xót lúc 3 giờ chiều. Qua chị, chú truyền cho chúng ta làm 4 điều đấy. Thế thì chị đã làm, và cùng với chị là chân phúc linh mục Michel Sofoco cũng đã làm. Rồi tiếp theo chị, tiếp theo chân phúc Michel Sofoco, các đức giáo hoàng đã làm. Đức giáo hoàng John Paulo II đã làm, đức giáo hoàng Biển Đức đã làm, đức giáo hoàng Francisco đã làm. Các đức giáo hoàng đấy đều là những tông đồ lỗi lạc của lòng thương xót. Mình biết rồi nhé, ba đức giáo hoàng gần mình đây đều là những tông đồ lỗi lạc của lòng thương xót. Đặc biệt là đức giáo hoàng John Paulo II người Ba Lan cùng quê với lại chị Thánh Faustina. Thế đức giáo hoàng John Paulo II được coi là đức giáo hoàng của lòng thương xót, và đức giáo hoàng Biển Đức nói về ngài rằng ngài đã tạo nên nhận thức vĩ đại về lòng thương xót. Rồi từ thời ngài, việc sùng kính lòng thương xót trở thành một hiện tượng toàn cầu. Sùng kính lòng thương xót trở thành một hiện tượng toàn cầu từ thời đức giáo hoàng John Paulo II. Và việc sùng kính lòng Chúa thương xót lôi kéo không biết bao nhiêu tâm hồn, thu phục không biết bao nhiêu trái tim, và làm cho không biết bao nhiêu con người hạnh phúc. Từ thời đức giáo hoàng John Paulo II, lòng thương xót đấy là một trong những từ ngữ được nhắc đến nhiều nhất trong đời sống đức tin của giáo hội. Và đức giáo hoàng John Paulo II thực sự được coi là ngôn sứ của lòng xót thương bằng chính những việc này. Nào, cái này ở đây chúng ta không có thời gian nói đến, nhưng quả thực ngài đúng là như thế, ngôn sứ của lòng thương xót. Và việc điển hình là với ngài, Chúa đã thi ân giáng phúc trên thế gian này. Qua ngài, Chúa đã làm cho chế độ cộng sản ở tầm mức toàn cầu sụp đổ, và qua ngài, Chúa làm không biết bao nhiêu điều kỳ diệu cho thế giới hiện đại này. Vậy mình biết lòng thương xót là cái gì? Mình kính lòng thương xót từ trước đến giờ, nhưng mà mình hiểu lòng thương xót là thế nào? Và lòng thương xót của Thiên Chúa
biểu hiện như thế nào trong đời mình, trong đời sống của hội thánh và nói chung là trong lịch sử cứu độ này. Lòng thương xót của Thiên Chúa là gì và lòng thương xót nó biểu lộ thế nào? Các bác đã nghe nói chưa? Lòng thương xót là gì? Suốt ngày mình nói là kính lòng thương xót, suốt ngày mình nói xin Chúa thương xót chúng con. Thế lòng thương xót là gì và thương xót là gì? Đấy, xin thưa là cháu không biết. Cháu không biết nhưng mà sao? Kinh Thánh biết, Kinh Thánh nói. Cháu chỉ đọc lại những điều Kinh Thánh biết, Kinh Thánh nói thôi nhá. Cháu không biết nhưng Chúa biết và Chúa nói trong Kinh Thánh. Chúa nói thế này: lòng thương xót là lòng trắc ẩn, là lòng chạy thương, là lòng bác ái, là lòng nhân hậu, là lòng khoan dung, là sự tín thành. Lòng thương xót là như vậy. Lòng thương xót là tình yêu bền vững của Thiên Chúa đối với con người, bất chấp tội lỗi của con người. Ngôn sứ Isaiah nói là lòng thương xót là tình yêu bền vững của Thiên Chúa đối với con người, bất chấp tội lỗi của con người. Lòng thương xót là chính Thiên Chúa. Nói gọn là như vậy. Lòng thương xót là chính Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đã tỏ mình như thế trong lịch sử, Kinh Thánh biết rằng Chúa là đấng từ bi và thương xót, chậm bất bình và bất đối khoan dung. Chúa thành tín trong mọi điều Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Ngài làm. Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II nói thêm: Thiên Chúa tự thân là tình thương, và tình yêu khi được tuôn đổ trong việc tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa thì đó là lòng thương xót. Lòng thương xót là tình yêu được tuôn đổ. Lòng thương xót là tên gọi thứ hai của tình yêu. Đấy, Đức Giáo Hoàng nói hay rồi. Đúng là ngôn sứ của lòng thương xót nó có khác. Lòng thương xót là tình yêu được tuôn đổ. Lòng thương xót là tên gọi thứ hai của tình yêu. Và lòng thương xót của Thiên Chúa thì vô biên vô lượng. Mình không thể cân đo đong đếm tính toán được lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Mệnh nói rằng là trời cao hơn đất bao nhiêu thì lòng thương xót của ta cũng cao hơn đất bấy nhiêu. Mình không thể nào hiểu thấu được toàn bộ lòng thương xót của Chúa. Chị Thánh Faustina được Thiên Chúa bày tỏ cho biết Ngài là ai. Chị Thánh Faustina kể trong nhật ký của mình rằng Chúa cho chị biết Chúa là ai. Chúa cho chị biết các cái thuộc tính của Thiên Chúa. Thì Chúa nói Chúa là đấng thánh thiện. Đấy là đặc tính đầu tiên của Thiên Chúa. Chúa nói Chúa là đấng công lý. Đấy là đặc tính thứ hai của Chúa. Và Chúa nói Chúa là tình yêu và lòng thương xót. Đấy là đặc tính thứ ba của Chúa. Theo chị Faustina, Chúa ba ngôi, Chúa có ba đặc tính: thánh thiện, công lý, tình yêu và lòng thương xót. Thế trong đó tình yêu và lòng thương xót là đặc tính lớn nhất của Thiên Chúa. Đặc tính này nối kết thụ tạo với tạo hóa. Tình yêu và lòng thương xót được nhận biết trong mầu nhiệm nhân thể làm người, trong mầu nhiệm chết và sống lại, có nghĩa là trong mầu nhiệm cứu chuộc do Chúa Giêsu thực hiện. Và bởi vậy cho nên Chúa Giêsu mình đây, Chúa Giêsu là hiện thân của lòng thương xót. Chúa Giêsu là hiện thân của lòng thương xót, mình nhớ cho như vậy. Chúa Giêsu là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngài đã thương xót chúng ta bằng cách nên một với chúng ta trong thân phận con người, bằng cách dâng hiến con người vào cuộc đời cho chúng ta, bằng cách tha thứ tội lỗi cho chúng ta, bằng cách thánh hóa và cứu độ chúng ta. Vậy chúng ta hãy suy ngẫm kỹ hơn về lòng thương xót của Thiên Chúa được bày tỏ nơi Chúa Giêsu Kitô. Lòng thương xót của Thiên Chúa được bày tỏ nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu là hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúa Giêsu thương xót chúng ta thế nào? Chúa Giêsu thương xót chúng ta thế nào? Thứ nhất, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu
thương xót chúng ta bằng cách nên một với chúng ta. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta bằng cách nên một với chúng ta. Cái này mình biết để các bác. Các bác phần lớn là những người đã có gia đình, đã có tuổi trẻ yêu nhau, đã kết hôn với nhau và đã sống với nhau nhiều năm trong tình yêu hôn nhân gia đình. Các bác kinh nghiệm một điều, thương ai thì muốn nên một với người đấy, cứ hết thương ai thì muốn nên một với người đó, mà hết không phải nên một trong chốc lát mà muốn nên một mãi mãi. Thương nhau thì muốn hiện tại là thành thiên thu, và muốn thiên thu trong hiện tại. Thương nhau thì ở với nhau người ta rất hạnh phúc, mà thương nhau người ta phải xa nhau thì rất đau khổ. Thương nhau mà phải xa nhau thì rất đau khổ. Thương nhau mà không được ở gần nhau, không được nên một với nhau thì người ta khổ lắm. Các bác đã thương nhau, các bác biết như vậy. Nhất là các bác trai thời chiến tranh ở Việt Nam, các bác trai phải ra trận, các bác gái ở nhà thì biết đó là nhớ nhau, lo lắng cho nhau và khổ vì nhau thế nào. Nếu không được nên một với nhau người ta rất khổ. Ông Hàn Mặc Tử là nhà thơ Công giáo, là một nhà thần bí của giáo hội Việt Nam, là người có đời sống tâm linh rất sâu sắc giữa người với Chúa. Ông ấy nói này: người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dạt vào. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dạt vào. Tức là hai người yêu nhau mà một người đi xa thì cái người ở lại một nửa bị mất, một nửa tâm hồn bị mất, một nửa cũng ra dạy cờ, tức là mất cả con người rồi còn cái gì. Ông nói nhiều người bảo đấy là ông diễn tả về tình yêu hôn nhân giữa một thanh niên và một thiếu nữ, giữa ông và một cô nào. Nhưng những người nghiên cứu sâu thì nói rằng đấy là ông ấy đang diễn tả cái tình yêu của chính ông với Chúa Giêsu. Khi ông ấy bị bệnh phong cùi và ông ấy bị những người yêu xa hết rồi, ông ấy sống chìm đắm trong đời sống thiêng liêng với Chúa Giêsu. Ông trở thành một con người kết hợp thâm sâu với Chúa và ông ấy diễn tả cái tình yêu của ông với Chúa là như vậy. Chúa yêu nếu cùng nhau thì hạnh phúc, còn nếu người đấy là Chúa Giêsu, người đi thì một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi cũng giải khởi. Cho nên hôm nay mình cứ theo hướng đó, mình có mặt ở đây, có mặt với Chúa Giêsu ở đây, Chúa với mình ở cùng với nhau, tức là có Chúa có mình, cả hai không có ai mất nhau và không có ai bị dạt khờ cả. Mình là người khôn nhất hôm nay. Chúa thương yêu với con người như vậy, cho nên Chúa muốn nên một với con người. Chúa là tình yêu, Chúa hiểu rằng yêu phải nên một với nhau, cho nên Chúa tìm cách nên một với con người. Chúa nên một với con người trong thân phận con người, nhập thể làm người như mình. Chúa nên một với con người trong tận cùng là trong cái chết, rồi sau đó Chúa sống lại về trời, Chúa đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa, rồi Chúa ban Thánh Thần cho chúng ta. Nhưng mà này, cái tình yêu nên một của Chúa, Chúa về trời, Chúa có bỏ chúng ta không? Không. Chúa về trời rồi nhưng Chúa đi vào trong vinh quang rồi, nhưng Chúa vẫn nên một với mình. Nên một bằng cách nào? Chúa nói này, này đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đấy, Chúa nói này, này đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Nhớ, ở cùng anh em, ở cùng mọi ngày, ở cùng cho đến tận thế. Các ông nói với các bà như thế, các bà có sung sướng không? Các ông quá sung sướng. Yêu nhau là vậy, yêu nhau có chết cũng không bỏ nhau, mà sống thì không bỏ nhau, có thành người chết cũng không bỏ nhau. Rồi sao nữa? Mình nói Chúa ở cùng mình bằng cách nào? Chúa ở cùng mình bằng cách nào? Chúa ở cùng chúng ta bằng Thánh Thần của Ngài. Rồi trước khi chết, trong bài tin mừng lúc nãy mình nghe, Chúa nói Thánh Mô-doan mô tả là sao? Chúa gục đầu và trao ban thần khí. Đấy, Chúa ở cùng mình bằng cách ban Thánh Thần cho mình. Rồi khi sống lại, Chúa cũng nói rằng anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, Chúa vẫn tiếp tục ban Thánh Thần cho mình. Vậy là Chúa ở cùng mình qua Thánh Thần tình yêu của Chúa.
Rồi Chúa còn ở cùng mình bằng cách nào nữa? Chúa ở cùng mình, đúng rồi. Bà nào đó vừa nói rất đúng, nói chuẩn không cần chịu. Chúa ở cùng mình bằng bí tích thánh thể đấy. Ở trong bí tích thánh thể mình cử hành mỗi ngày đó, mình rước lấy mình thánh Chúa và máu thánh Chúa. Khi mà Chúa vào trong mình thì mình ở trong Chúa và Chúa ở trong mình, hai bên liên một với nhau. Mình rước lễ có nghĩa là mình ăn thịt rời, lúc đó thịt rời thành thịt người. Mình rước lễ tức là mình uống máu rời, lúc đó máu rời thành máu người. Mình dựng lễ tức là mình nghe lời Chúa, nghe lời rời, và lúc đó là tính rời thành tính mình. Hay chưa? Hay chưa? Vậy là lúc đó mình dần dần đó là được trở thành con rời, đúng không? Đúng không? Đúng là như vậy. Vậy là hai bên lên một với nhau, đúng không? Đúng. Mà cái mầu nhiệm Chúa yêu thương mình lên một với mình đó có được bày tỏ trong cái bức hình lòng Chúa thương xót mà Chúa chỉ cho bà Postina vẽ và phổ biến không? Có thấy không? Mình thấy mình có thấy từ thánh tâm Chúa đang tỏa ra hai luồng sáng không? Luồng sáng đỏ đó là biểu tượng trong máu Chúa Giêsu, đúng không? Là biểu tượng cho hy tế thập giá của Chúa Giêsu, là biểu tượng cho bí tích thánh thể. Đấy. Các bạn nhớ chưa? Đấy nha, luồng sáng đỏ là máu Chúa Giêsu, là biểu tượng cho lễ tế thập giá của Chúa Giêsu, mà bây giờ còn nối dài trên bàn thờ đây, là biểu tượng cho bí tích thánh thể. Nhớ chưa? Nhớ là như vậy, tin chắc là như vậy. Và đấy, và cái đó cho mình thấy trong bức hình đó, Chúa cũng mặc khải cho chúng ta qua chị Postina rằng là Chúa đang ở cùng chúng ta qua bí tích thánh thể. Rồi trên cái hình đó mình thấy cái luồng ánh sáng trắng ở bên tay trái đó, đó là cái gì? Đó là nước. Đó là nước. Nước đó biểu tượng cho cái gì? Nước đó là biểu tượng cho Chúa Thánh Thần. Nước đó là biểu tượng cho bí tích rửa tội. Thế thì đấy, mình thấy trong bức hình nó cũng thể hiện cái tình yêu lên một của Chúa đối với mình. Chúa muốn lên một với mình qua thánh thể và qua thánh thần. Và đấy cho mình thấy rất hay. Mình được lên một với Chúa một cách rất cụ thể như vậy. Và cái này á, là cái mình thấy được. Những người sống đức tin công giáo khi lắng nghe lời Chúa, đón nhận thánh thể, đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, mặt mày xinh tươi và trong sáng, tốt đẹp hơn là mặt người vô đạo rất nhiều. Và cái đó thật nha. Nhà cháu đi học ở đại học ở Việt Nam, nhà cháu đi học ở đại học, cháu đứng trên trước lớp, cháu nhìn xuống thế này, cháu thấy những sinh viên nào công giáo thường ở trong Nhật ra nha. Rõ là người công giáo mặt đẹp hơn người vô đạo. Rõ là người đến nhà thờ đây mặt đẹp hơn người ngồi trong casino. Thật là như vậy. Đấy là cái, đấy, cái Chúa thương xót mình là như vậy. Thương xót mình đến nỗi nên một với mình. Thứ hai là sao? Chúa Giêsu thương yêu chúng ta bằng một tình thương yêu hy sinh dâng hiến. Chúa Giêsu là hiện thân của lòng thương xót của Đức Chúa Cha dành cho chúng ta. Và Chúa Giêsu thương yêu chúng ta bằng một tình thương hy sinh và dâng hiến. Một tình thương hy sinh và dâng hiến. Cái này chúng ta kinh nghiệm. Hễ mà thương nhau thì muốn dâng hiến cuộc đời cho nhau. Hễ mà thương nhau thì muốn hy sinh cho nhau. Quy luật của cuộc đời là như vậy. Quy luật của tình yêu là như vậy. Thương yêu nhau thì muốn hy sinh cho nhau, muốn mang lấy cái lo lắng ưu phiền của nhau, muốn mang lấy cái khó khăn vất vả của nhau. Và thương yêu nhau thì sẵn sàng chết cho nhau. Chúng ta kinh nghiệm như vậy. Lòng thương xót của Chúa Giêsu dành cho chúng ta là như vậy. Chúa Giêsu hy sinh bản thân mình để cho chúng ta được sống. Chúa Giêsu nói rằng không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa nói như vậy. Không có tình yêu nào cao cả
hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn lỗi của mình. Chúa nói và Chúa làm. Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng khi người lính lấy giáo bên vào kẹt sườn Đức Giêsu, tức thì máu và nước chảy ra. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói trong ngày lễ lòng Chúa thương xót rằng máu đấy gợi đến nghi lễ thập giá của Chúa Giêsu và đến ơn huệ thánh thể. Nước đấy gợi đến phép rửa tội và nhất là gợi nhớ đến thần khí. Chúa Giêsu đang dâng hiến và đang hy sinh chính cuộc đời Ngài cho chúng ta, hy sinh dâng hiến chính con người Ngài cho chúng ta. Và điều đó nó thể hiện một cách đặc biệt trong cái việc mà người lính lấy giáo đâm vào kẹt sườn Chúa và từ trái tim Chúa máu và nước chảy ra. Chúa hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì thương yêu ta. Chúa thương yêu ta là thương yêu đến cùng là như vậy. Mà nói thêm, cái người lính vác giáo đâm vào kẹt sườn Chúa đấy, khiến máu và nước chảy ra, người lính đó trong truyền thống giáo hội các bác có biết là ai không? Các bác đã đi hành hương Roma chưa? Những người đi hành hương Roma có thấy trong bốn cột trụ chính của đền thờ Thánh Phêrô, bốn trụ chính làm thành cái vọt mái vòm trên răng cung thánh che bàn thờ Đức Giáo hoàng. Các bác có thấy ở chân một cột trụ chính có một ông thánh đang cầm giáo không? Các bác có để ý không? Thế thì theo đạo mãi mà các bác đi hành hương mãi mà không biết cái này là một thiếu sót. Nhưng mà cái thiếu sót này không ảnh hưởng gì tới việc các bác được ơn cứu độ cả. Không sao. Biết ai ơn Chúa thì tốt, không biết cũng không sao. Vấn đề là Chúa đã mở trái tim Chúa ra và Chúa đã trao ban cho các bác cũng như cho cháu tình yêu của Chúa. Không biết không có độ, không biết cũng không ảnh hưởng tới ơn cứu độ. Cháu nói thêm, cái anh lính mà bác giáo đâm mầm cạch sườn Chúa khiến máu cùng nước chảy ra đấy, theo truyền thống của giáo hội gọi là Thánh Longino, thánh gọi theo tiếng Pháp là Longin, gọi theo tiếng Ý là Longino. Thế thì ông thánh đó là lính Roma đâm vào cạch sườn Chúa rồi về sau đón nhận lòng tin vào Chúa phục sinh. Được ơn Chúa, ông trở thành một tín hữu công giáo, rồi ông chịu tử đạo. Rồi bây giờ ở cột trụ của đền thờ Thánh Phêrô là có một tượng Ngài đang cầm cây giáo ở đó. Mình thấy đó, từ cái trái tim bị đâm thâu bởi anh lính Longino đó, đã mở ra cho chúng ta nguồn ân sủng. Từ trái tim bị tâm thâu đã mở ra cho chúng ta nguồn ân sủng, và nguồn ân sủng đó mang lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người, cho chính cái người lính đã đâm ngài. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu là đấng yêu thương cho chúng ta thật, là đấng hy sinh dâng hiến con người và cuộc đời cho chúng ta thật, và lòng thương xót của Chúa nơi Chúa Giêsu và cách đặc biệt được mở ra nơi thánh tâm Chúa đối với chúng ta thật là vô bờ. Lòng thương xót của Chúa thật là vô bờ. Nói tắt một lời, cháu thấy không có ai thương mình như Chúa thương mình. Cháu tuy còn trẻ sống trong giờ này cũng thấy được, không có ai thương Chúa, xin lỗi, không có ai thương mình cho bằng Chúa thương mình. Không có ai hiểu mình cho bằng Chúa hiểu mình. Không có ai làm cho mình trở nên tốt bằng Chúa. Và cũng không có ai làm cho mình thấy cuộc đời có ý nghĩa, có hạnh phúc bằng Chúa. Trong kinh nghiệm, nói tắt một lời, chưa có ai mà thương xót mình như Chúa thương xót mình. Cháu nói thật, hồi còn bé cháu đọc chuyện là Venus và Jupiter. Các bác có biết là hai người đấy không? Hai nhân vật thần thoại của thế giới Hy Lạp Roma là nữ thần Venus là nữ thần sắc đẹp, và nam thần Jupiter là nam thần chiến tranh, trai tài gái sắc.
Hai người đó ở trong thế giới thần thánh trên đỉnh Olympia là yêu nhau. Mà phàm một lẽ những kẻ yêu nhau đời nào cũng vậy, thần thánh cũng như con người. Khi hai đương sự yêu nhau thì hay làm những cử chỉ yêu thương nhau. Và khi hai người yêu nhau thì cứ tưởng như thấy thiên hạ mù mắt hết cả. Có phải không các bạn? Và Venus với Jupiter cũng như vậy, khiến cho các thần ở trên đỉnh Olympia là ngứa con mắt. Các thần nhìn thấy những cảnh đó là ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, chịu không nổi. Các thần mới bàn nhau là mình phải loại trừ cái cặp yêu đương này, không có ngứa mắt quá. Thế các thần mới lừa nhau đi săn lợn lòi, rồi là lừa giữa lúc mà đàn lợn lòi hung dữ đang lao tới, thì là các thần khác giúp êm, bỏ cho thần Jupiter một mình ở lại. Thế là dù có là thần chiến tranh hay chăng nữa, cũng bị đàn lợn lòi trong thế giới thần thánh này cũng là lợn thần. Thế bị đàn lợn lòi nó hút chết. Thế rồi Venus mất người yêu. Thế rồi bà ấy ăn không ngon, ngủ không yên. Bà ấy với là các bà yêu Chúa hơn hẳn các công đồ. Các bà yêu Chúa nhiều hơn hẳn các công đồ. Các bà theo Chúa đến tận chân thập giá mà có sợ gì thằng nào đâu. Còn các công đồ bỏ chạy hết sạch. À không, còn ông Gioan. Còn ông Gioan, nhưng mà phần lớn các công đồ bỏ chạy. Các bà yêu Chúa hơn thật đúng. Rồi sao? Mà yêu hơn ông Gioan ở cái chỗ này, Chúa đã bị chết rồi, người ta ăn táng Chúa trong mộ rồi. Có ông nào mà hôm đó là chiều ngày sau, chiều ngày áp ngày sau áp, người ta ăn táng Chúa là làm vội làm vàng, làm qua quýt, làm không có cẩn thận. Vậy mà các công đồ có lại để mà lo việc xác cho thầy mình tử tế đâu, chỉ có các bà biết. Các bà tinh vậy. Chỉ có các bà biết là cái việc ăn táng Chúa chưa được tốt đẹp lắm. Cho nên á, sáng ngày thứ nhất trong tuần các bà quay trở lại để tiếp tục tẩm niệm Chúa cho kỹ lưỡng hơn, chăm sóc cái xác Chúa cho tử tế hơn. Và cái đó nó thể hiện là các bà cũng yêu Chúa nhiều hơn. Yêu khi sống và chết rồi vẫn yêu các bác. Đúng không? Đúng không? Đấy. Cho nên ấy, chính lúc mà các bà đang đến để chăm sóc phần mộ Chúa thì Chúa hiện ra với các bà. À này, Chúa sống lại rồi, các bà thấy rồi, các bà tin rồi, các bà về báo cho các môn đệ. Nhưng sao? Đang lúc các bà tin rồi, các bà vui rồi, thì các môn đệ khác, tông đồ trực tiếp của Chúa Giêsu thì như Kinh Thánh nói, các ông vẫn đang buồn bã khóc lóc. Ai yếu hơn các ông, mạnh hơn các bà mạnh hơn? Các ông đấy này, các ông còn đang buồn bã khóc lóc đấy. Đang thì các bà hết khóc từ lâu rồi. Đang khi các bà đã can đảm đối diện với sự chết của Chúa từ trước đó rồi. Nghe bà nói người đã sống và bà đã thấy người, các ông không tin. Các ông không tin vì sao? Vì các ông nghĩ trong đầu các ông chuyện các bà. Mẹ nó nói tin làm sao? Chuyện đàn bà tin sao được? Đấy nhá, một lần không tin. Chúa có giận không? Chúa không giận. Chúa lại tiếp cận hai môn đệ trên đường về Emmaus, rồi dọc đường Chúa giảng dạy Kinh Thánh cho hai ông, rồi đến vào trong nhà Chúa tham dự nghi lễ bẻ bánh với hai ông, rồi hai ông nhận ra Chúa. Chúa bảo hai ông về báo tin cho những môn đệ khác ở Jerusalem. Hai ông về nói mà các ông có tin không? Thánh Marco viết các ông ấy cũng không tin hai người này. Sai phụ nữ thì loan báo không tin. Sai hai nam giới loan báo cũng không tin. Rồi cuối cùng Chúa hiện ra với nhóm 11 đang dùng bữa. Rồi Chúa bảo các ông không tin mà cứng lòng. Rồi đến Chúa cho các ông xem thấy các vết thương của người, chân tay người, kẹt sừng người. Rồi lúc đó các ông mới tin nha.
lúc đó các ông mới tin. Các ông thấy thân xác của Ngài rồi, các ông đã dò vào các vết thương rồi, các ông mới thấy đích thật đấy là con người Ngài rồi, là con người đã từng sống với các Ngài, nhưng thân xác bây giờ đã sống lại và đã được biến đổi tốt đẹp hơn trước, nhưng vẫn là thân xác đấy, vẫn là con người đấy, đã nghe được giọng nói của người rồi. Rồi lúc đó các ông mới tin. Cho mình mới thấy Chúa thương con người ta như vậy. Chúa yêu thương là yêu thương đến cùng. Và Chúa tìm mọi cách để bày tỏ lòng thương của Chúa. Cái này là cái chất lạ này. Cả mấy lần Chúa hiện ra thế này, mình biết cái khung cảnh nhá. Trước đó là các môn đệ đã phản Chúa, đã chạy Chúa, bỏ Chúa mà chạy, rồi đã chối Chúa. Nhưng mà khi Chúa sống lại, Chúa hiện ra với các ông. Chúa có hỏi tội ông nào không? Chúa có hỏi tội ông nào không thưa các bạn? Có hỏi tội ông nào lần này? Các trò, có nhớ mặt thầy đấy không? Có nhớ mới cách đây 3 bữa làm trò gì với thầy không? Không nhá. Chúa chỉ có giúp các ông đón nhận niềm tin phục sinh. Chúa củng cố lòng tin của các ông. Và hơn nữa, rất hay ở cái chỗ này, hơn nữa là Chúa còn giao cho các ông một cái vai trò rất cao trọng. Đó là bảo các ông đi loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Giao cho các ông cái nhiệm vụ làm sứ giả tin mừng. Giao cho các ông một sứ vụ rất quan trọng. Thế thì mình thấy là Chúa nâng cao vai trò của các ông lên, để cho các ông loan báo tin mừng sự sống cho toàn thể cõi đất này, để các ông loan báo tin mừng phục sinh của Chúa, để các ông loan báo cho mọi người biết Chúa đã thương xót nhân loại này thế nào và đã cứu độ con người ra làm sao. Trên cái tiến trình mà các ông tin đấy, mình thấy có hai điều cần phải nhớ. Đó là các ông tin được là nhờ đã được nghe Chúa giải thích Kinh Thánh. Và cái lời giải thích vắn tắt nhất là Chúa luôn nói chớ thì Kinh Thánh đã chả nói rằng con người phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba mới đi vào cõi vinh quang sao? Thứ hai là lần nào hiện ra mình cũng thường thấy Chúa và các môn đệ tham gia nghi thức bẻ bánh. Hai điều đó nó giúp người ta đón, nó giúp các môn đệ đón nhận niềm tin vào Chúa phục sinh, cùng với việc Chúa hiện ra. Cùng với việc Chúa hiện ra thì việc lắng nghe lời Chúa trong Thánh Kinh, việc tham dự nghi lễ bẻ bánh là giúp người ta đón nhận Chúa phục sinh. Cho nên mình cũng phải biết như vậy. Cái mầu nhiệm phục sinh đó khó hiểu, khó đón nhận, khó tin. Cho nên để có thể đón nhận được, tin được, và để nhờ tin mà được cứu độ, nhờ tin mà đón nhận sự sống của Chúa, thì mình phải biết đọc Kinh Thánh này, phải biết đọc Kinh Thánh, phải biết suy gẫm Kinh Thánh. Và cùng với việc đấy, đó là tham dự nghi thức bẻ bánh đây, có nghĩa là tham dự thánh lễ đây. Thánh lễ như dấu của tuyên xưng, đó là nơi cử hành mầu nhiệm Chúa chết và sống lại. Tham dự bí tích thánh thể, đó là bí tích của mầu nhiệm phục sinh. Các môn đệ ngày xưa đã qua hai con đường đó mới đón nhận được Chúa phục sinh, thì mình hôm nay cũng phải đi theo hai con đường đó. Các môn đệ ngày xưa được trực tiếp trông thấy Chúa, đó là may mắn cho các ngài. Nhưng mình còn may mắn hơn các ngài ở cái chỗ Chúa nói phúc cho những ai không thấy mà tin. Nếu mình đọc Kinh Thánh, tham dự nghi thức thánh thể và mình nhờ thấy những người chung quanh sống đạo mà mình cũng sống đạo tốt, mình đón nhận niềm tin phục sinh, thì mình có phúc hơn. Vì Chúa đã nói phúc thay những người không thấy Chúa sống lại mà tin. Mình thấy bao nhiêu con người trên thế gian này đã đón nhận được cái niềm tin đấy. Bao nhiêu con người trên thế gian này qua hàng ngàn thế hệ đã đón nhận được mối phúc đấy. Mình xem
trong bài Kinh Thánh mình đọc lúc nãy, mình đọc mình thấy rằng các tông đồ rao giảng và cái số người tin theo Chúa càng ngày càng tông đông đảo, và các tông đồ làm những phép lạ trà thẻ khiến cho giới chức quyền Do Thái cũng phải ngạc nhiên. Nhờ các tông đồ tin vào Chúa Giêsu chết và sống lại, nhờ các tông đồ nhận được Thánh Thần của Chúa, các ông mới biến đổi. Các ông được biến đổi từ là những con người đang lo sợ, bây giờ trở thành những con người can đảm. Từ là những con người đang buồn sầu, giờ trở thành những con người vui mừng. Từ những con người đang tuyệt vọng, bây giờ trở thành những con người tràn đầy niềm hy vọng. Từ những con người đang sống trong bóng tối, giờ trở thành những con người sống trong sự sáng. Từ những con người đang đóng kín cửa trong nhà vì sợ, bây giờ các tông đồ đi ra quảng trường rao giảng công khai. Ai bắt cũng không sợ, ai cấm cũng không nghe, vì nghe Thiên Chúa hơn nghe người phàm. Từ những con người mê muội dốt nát, bây giờ trở thành những con người thông thái khôn ngoan. Từ những con người chẳng hiểu Kinh Thánh, chẳng biết ăn nói kiểu gì thế nào, bây giờ trở thành những con người rao giảng lời Chúa rất là xác tín và rất là rõ ràng, đầy sức thuyết phục, khiến cho giới chức quyền Do Thái, khiến cho những kinh sư và biệt phái cũng phải ngạc nhiên. À đấy, bây giờ mình cũng vậy, mình tin được vào Chúa phục sinh và đón nhận được mầu nhiệm Chúa phục sinh là nhờ bởi những người khác đã kinh nghiệm về Chúa phục sinh và họ được đổi đời. Cái việc đổi đời của những người chung quanh là bằng chứng nói cho mình biết Chúa đã phục sinh. Cho nên việc chúng ta sống tốt, việc chúng ta đi theo đúng đường lối Chúa dạy, việc chúng ta thực thi được các mệnh lệnh của Ngài, việc chúng ta để cho Chúa Thánh Thần làm việc trên cuộc đời chúng ta, đấy là một bằng chứng cho thấy chúng ta đang đón nhận được Chúa phục sinh, và cũng là cơ sở để cho những người khác tin vào Chúa phục sinh và đón nhận được ơn Chúa như chúng ta. Điều đó là rất quan trọng. Cho nên mình biết như vậy để mình thấy Chúa thương mình bằng cách ban ơn trực tiếp cho mình qua việc cho mình nghe lời Chúa, thương mình bằng cách cho mình kết hợp trực tiếp với Chúa trong bí tích Thánh Thể, thương mình bằng cách đổ tràn Thánh Thần xuống trên mình. Nhưng Chúa cũng thương mình bằng cách là cho mình được thấy Chúa qua những gương mặt của anh chị em mình, cho mình được thấy Chúa qua việc sống đời sống tốt lành, thánh thiện và thể hiện vinh quang Thiên Chúa của bao nhiêu con người. Ngay như bản thân tôi đây, không phải là cuộc sống nói chung, ngay trong đời tu thôi, với tư cách là con người có trí khôn, có con tim, tôi nhìn lại, nếu mà trong đời tu tôi không gặp các cha lớn tuổi hơn tôi tu tốt, phục vụ tốt, làm gương cho tôi rất cảm động. Chắc bây giờ tôi cũng bỏ tu lâu rồi. Chứ đừng nói là gọi là theo Chúa và phục vụ Chúa, đừng nói là sống tốt. Cho mình biết vậy để mình ý thức cùng với việc đón nhận mầu nhiệm phục sinh, mình phải sống xứng đáng với những ơn huệ mình đã lãnh nhận, như lời Thánh Phaolô nói. Nhưng mình biết rằng sống việc đấy rất khó, cho nên ngày hôm cần phải có ơn Chúa mới sống được. Ơn Chúa tầng tầng lớp lớp đổ xuống bên trên mình và ở trong mình. Ơn Chúa bên trong mình giúp mình đón nhận ơn Chúa bên ngoài vào. Mình biết là con người rất yếu đuối giới hạn, cho trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót này, mình đến đây cũng là để Chúa ban ơn cho mình, để mình mở lòng ra đón nhận ơn Chúa. Nhờ vậy mình có thể sống xứng với niềm tin mình đã lãnh nhận, và nhờ vậy mình cũng như những người chung quanh được hạnh phúc bây giờ và mãi mãi. Amen. Xin cảm ơn cộng đoàn. Lát nữa cháu nói tiếp. Xin mời.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Nên họ xin ông Pilato cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh rồi lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cũng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật, để cho cả anh em nữa cũng tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng anh em đã tới núi Sion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống là Jerusalem trên trời với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giêsu Kitô và được máu của người rảy xuống, máu đó kêu thấu trời, thuần mạnh hơn cả máu Abel. Thánh Phaolô ngày xưa nói với các tín hữu Do Thái như vậy, và hôm nay cũng nói với quý ông bà anh chị em ở đây như vậy. Hôm nay là ngày Thiên Chúa thiên, hôm nay là ngày Thiên Chúa cứu độ, hôm nay là ngày Thiên Chúa xót thương dân người. Chúa đang nói với chị Thánh Postina rằng Chúa muốn hôm nay toàn thể nhân loại đến với lòng thương xót của ta. Ta không muốn trừng phạt, nhưng muốn chữa lành nhân loại đau đớn này. Trước ngày phán xét, ta gửi đến ngày xót thương. Đấy. Chúa nói qua chị Thánh Postina như vậy. Lễ thính lòng thương xót là nơi che chở và nơi trú ẩn cho mọi linh hồn. Chúa nói lễ kính lòng Chúa thương xót là một nơi che chở và một nơi trú ẩn cho mọi linh hồn. Và Chúa nói tiếp, trong ngày lễ này mọi dòng suối sẽ mở ra và tuôn đổ ơn huệ thần linh. Trong ngày lễ này mọi dòng suối sẽ mở ra và tuôn đổ ơn huệ thần linh xuống trên chúng ta. Đấy, cho nên hôm nay chúng ta đến đây là để đón nhận những nguồn suối thần linh và ân sủng đấy phát xuất từ thánh tâm của Ngài đổ xuống trên chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đấy. Phần tôi rất vui mừng khi được cùng với mọi người đón nhận đại lễ lòng Chúa thương xót ở nơi thánh đường này. Tôi thường nói vui thế này, mà là nói thật, tôi ở đất Ý, tôi sống trong nhà Ý, tôi ăn cơm Ý, tôi học từ trường Ý, tôi nói tiếng Ý, mà tôi không như Ý. Còn như hôm nay đến đây, không ở nhà Ý, không ở đất Ý, không ăn cơm Ý, không học trường Ý, không nói tiếng Ý, mà hôm nay lại thấy được như Ý. Là bởi vì sao? Là bởi vì thấy quý ông bà anh chị em đến đây rất đông để mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Là bởi vì sao? Là bởi vì hôm nay tôi cũng cùng với cả nhà được đón nhận lòng thương xót phát xuất từ thánh tâm Chúa đang đổ trên bản thân tôi và thánh hóa tôi. Chúng ta biết rằng cái phong trào kính lòng Chúa thương xót gắn liền với sứ điệp mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chị Thánh Maria Postina là một nữ tu người Ba Lan. Chúa mặc khải lòng thương xót cho chị vào thời điểm nào? Thưa, là vào thập niên 30 của thế kỷ 20. Thập niên 30 của thế kỷ trước
giữa hai cuộc đại chiến. Mình biết là lúc bây giờ là thế giới đang trở nên khô cằn, đang hận thù, bạo lực và chết chóc do con người gạt bỏ Chúa qua một bên và do con người lãng quên lòng thương xót cứu độ của Ngài. May thay, vì Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, nên giữa lúc đấy, qua chỉ thánh Postina, Chúa đã mời gọi chúng ta tái khám phá về lòng thương xót của Ngài, và nhất là mời gọi chúng ta đón nhận lòng thương xót đấy để được sống và sống dồi dào. Thế lịch sử nói rằng Chúa ban cho chị thánh Faustina ơn chiêm nghiệm và ơn hiểu biết rất sâu xa về mầu nhiệm lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chỉ thị cho chị biết những điều cần làm